Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin ngày hôm nay do biên tập viên của Thời báo.de thực hiện. Kim Vũ Thời báo.de xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin hỗn loạn chuyện ngân hàng nợ, nguyên nhân từ đâu? Kỳ 2, công ty đòi nợ thuê kiểu xã hội đen, kẻ đứng sau là ai? Trong bài kỳ 1, nợ xấu ngân hàng, chúng tôi đã có đề cập qua việc các ngân hàng bán các khoản nợ xấu, nợ quá hạn tiêu dùng của họ, nghĩa là những khoản vay thế chấp cho các công ty mua bán nợ. Có lẽ nhiều người không lạ gì những thủ đoạn của các công ty đòi nợ thuê này. Họ hành xử thô lỗ như xã hội đen. Việc này đã gây bức xúc trong xã hội một thời gian dài và đã được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội, nhưng đến nay vẫn không thay đổi gì. Trong kỳ chất vấn tại Quốc hội ngày 8 tháng 6 năm 2022, Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Thị Hồng đã khẳng định các công ty tài chính không được quyền đòi nợ bằng các biện pháp đe dọa, gây rối. Bà Hồng cũng xác nhận có việc phản ánh từ dư luận về tình trạng đòi nợ thuê bằng cách đe dọa, gọi điện thoại quấy rối, xúc phạm, người không vay cũng bị gọi điện đòi nợ. Và đây là hình ảnh của bài trên trang Thư viện Pháp luật về việc công ty đòi nợ thuê bị cấm hoạt động. Về mặt luật pháp, công ty dịch vụ đòi nợ thuê đã bị cấm hoạt động từ ngày 1 tháng Giêng năm 2021, nhưng trên thực tế, loại hình này chưa thực sự chấm dứt mà đã biến tướng sang một dạng khác, đó là công ty mua bán nợ. Vào đầu tháng 4 năm 2021, chị T, 36 tuổi, tạm trú tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tìm đến báo chí kêu cứu vì chị và người thân bị đe dọa, bị khủng bố tinh thần. Trước đó, chị T có vay 180 triệu đồng của một ngân hàng trả góp trong vòng 5 năm. Sau khi trả được 13 tháng thì chị T thất nghiệp nên không đóng được tiền trả góp 3 tháng liên tục. Cần nhớ, đây là thời điểm bùng phát của dịch bệnh COVID-19. Một số khu vực đã bị phong tỏa theo từng đợt và nhiều người thất nghiệp. Nhưng ngân hàng không hề nương tay, họ yêu cầu chị trả hết nợ và kết thúc hợp đồng. Sau đó, một người xưng là nhân viên ngân hàng gọi cho chị, nói là ngân hàng đã bán khoản nợ của chị cho một công ty mua bán nợ và họ sẽ đòi nợ chị. Đến tháng Giêng năm 2021, có nhiều cuộc gọi đến số của chị T, xưng là nhân viên của công ty cổ phần mua bán nợ US ở thành phố Hồ Chí Minh để đòi tiền. Họ gọi điện với những lời lẽ thô tục và đe dọa như là 2 ngày nữa mà mày không trả tiền thì lo mua hòm cho bà già mày đi. Không chỉ vậy, họ còn phát tờ rơi với nội dung bôi nhọ cả gia đình chị, rải khắp khu vực nhà chị. Và họ còn đến tận Bình Thuận, nơi chị gái chị đang dạy học để rải những tờ rơi này. Trong khi chị gái của chị hoàn toàn không liên quan đến việc vay nợ này. Chị T cho biết, do dịch Covid khiến chị mất việc làm, mất khả năng chi trả, chứ chị không hề có ý định trốn nợ. Qua tìm hiểu thì công ty US này trước đó là một công ty đòi nợ thuê. Và đây là hình ảnh của những kẻ đòi nợ thuê kiểu xã hội đen, uy hiếp, đe dọa người dân. Cũng vào tháng 4 năm 2021, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh khởi tố bắt tạm giam Phương Ngọc Dũng, 39 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên trách nhiệm hữu hạn MTV mua bán nợ Kim Ngân về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bà H, 59 tuổi, ngụ Bình Phước, tố cáo việc bà bị nhân viên của công ty Kim Ngân đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Theo bà H trình bày, gia đình bà bị đe dọa, dọa giết, bị gây rối, bị chửi bới, v.v. vì một khoản nợ làm ăn của con trai bà. Nhóm đòi nợ này nhiều lần đến nhà bà và con trai bà đập cửa gây náo loạn. Họ còn dùng loa kẹo kéo, công suất lớn để la hét chửi bới, có khi họ kéo nhau đi đến tận 10 người. Điều đáng nói là, sau khi giám đốc của công ty này bị bắt thì nhân viên công ty vẫn hoạt động. Nhân viên công ty này xác nhận họ là công ty mua bán nợ nhưng thực chất vẫn là đòi nợ thuê như trước và phí người thuê phải trả cho họ là 50% số tiền đòi được. Rõ ràng, theo luật, hành vi đòi nợ kiểu xã hội đen là phạm pháp. Khi đòi nợ, công ty mua bán nợ chỉ được quyền gửi thông báo đến con nợ, yêu cầu họ trả tiền. Nếu con nợ không trả thì họ gửi đơn khởi kiện lên tòa án, chứ không được phép đe dọa, thách thức. Và đây là hình ảnh của một nhóm đòi nợ thuê bị bắt. Nhân viên của một công ty mua bán nợ nói rằng, sau khi xác định rõ lai lịch của con nợ, công ty họ sẽ cử nhân viên đi thẩm định,
điều tra khả năng chi trả của con nợ. Sau khi xét thấy con nợ có khả năng chi trả, công ty mới ký hợp đồng với khách. Việc thẩm định này được thực hiện hoàn toàn bí mật. Vậy ai là người có kỹ năng và nghiệp vụ điều tra, đủ để điều tra bí mật về người khác? Câu trả lời chính là công an. Chỉ có những người công an mới có nghiệp vụ điều tra và có các mối quan hệ cần thiết mới có thể thực hiện được nhiệm vụ này. Nhiều nguồn tin vẫn râm ran truyền tai nhau rằng những công ty đòi nợ thuê này thực chất là do các sếp ngành công an sau khi nghỉ hưu lập ra. Điều này cũng lý giải vì sao những công ty này lại ngang nhiên coi thường pháp luật và lộng hành thời gian dài như vậy. Nhưng không mấy tên bị công an sờ gáy hoặc thậm chí có bị bắt thì cũng chỉ vài ngày là về. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Hỗn loạn chuyện ngân hàng nợ nguyên nhân từ đâu. Kỳ 2, công ty đòi nợ thuê kiểu xã hội đen, kẻ đứng sau là ai? Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Sạt lở kinh hoàng ở Vĩnh Long, tai họa khắp miền Tây, thiên tai hay nhân tai? Khoảng 20 giờ tối ngày 5 tháng 12, một vụ sạt lở kinh hoàng đã xảy ra tại ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, tỉnh Vĩnh Long. Vụ sạt lở này cuốn trôi đi 12 ngôi nhà và hơn 100 công đất vườn trồng cây ăn trái xuống sông Cổ Chiên, một con sông nhánh của sông Tiền chảy qua Vĩnh Long. Và đây là hình ảnh của vị trí sạt lở trên sông Cổ Chiên, Vĩnh Long. Tất cả có 22 hộ dân bị ảnh hưởng, 12 căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn xuống lòng sông, 10 hộ dân bị mất trắng vườn tược và có nguy cơ cũng sẽ mất nhà. Vụ sạt lở ăn sâu vào đất liền đến 250m, dài 500m, cuốn trôi cả bờ đê. Lãnh đạo Sở Tài nguyên, Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết có một mỏ cát đang được một doanh nghiệp khai thác nằm cách điểm sạt lở khoảng 500m. Ở khoảng cách gần như vậy thì việc khai thác cát ảnh hưởng đến nền đất bên bờ sông là điều tất yếu. Sạt lở ở miền Tây không phải chuyện bây giờ mới có, chuyện này đã diễn ra từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ sạt lở diễn ra quanh năm, diễn ra không theo một quy luật nào và diễn ra một cách khốc liệt. Nó đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân nơi đây, và khi những lo âu về các điểm sạt lở cũ đang lan rộng vẫn chưa dứt thì lại xuất hiện thêm những điểm sạt lở mới còn kinh hoàng hơn. Và đây là hình ảnh của dấu vết còn lại của một ngôi nhà sau khi sụp đổ xuống dòng sông. Sạt lở khiến người dân mất trắng cơ ngơi, mất nơi sinh sống và mất cả kế sinh nhai. Nhiều người phải ra bám đường lộ, buôn bán lặt vặt kiếm sống. Nhiều người bỏ quê lên Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai làm công nhân. Khi nhà cửa ở quê đã mất, họ không còn chốn để quay về với bản quán cha ông. Đây cũng là một trong những lý do mà người miền Tây phải tha phương khắp nơi trong những năm gần đây, kể cả sang Campuchia làm những công việc khó nói. Người miền Tây có câu nói, đi Bình Dương bán nước tương, là cách nói về việc phải ly hương kiếm sống. Chỉ riêng hai bên bờ sông Hậu, đoạn qua tỉnh An Giang, từ năm 2016 đến năm 2019 đã xảy ra 6 vụ sạt lở, một vụ rạn nứt với tổng chiều dài 1.124m, ảnh hưởng đến 37 hộ dân. Tốc độ xâm thực vào bờ là từ 5 đến 10m mỗi năm. Một số vụ sạt lở kinh hoàng đã xảy ra, có thể kể đến như vụ sạt lở vào tháng 7 năm 2019 ở Vàm Cái Hố, ấp An Thị, xã An Thịnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Chiều dài vùng sạt lở hơn 250m, ăn sâu vào đất liền 6m, cuốn trôi 27 căn nhà. Vụ sạt lở tháng 4 năm 2017 ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang là 14 căn nhà bị sập, 108 hộ phải di dời khẩn cấp. Các tỉnh Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre đều ghi nhận hàng chục điểm sạt lở mỗi tỉnh. Hiện nay, đồng bằng sông Cửu Long có hơn 500 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 800 km, bao gồm cả bờ biển, bờ sông và kênh rạch. Và đây là hình ảnh của một đoạn đường sau khi bị sạt lở. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gia Lai cho biết, đất ở đồng bằng sông Cửu Long được phù sa bồi đắp nên có nhiều lỗ bọng hay lỗ rỗng. Bình thường các lỗ bọng này được lấp đầy bởi nước ngọt. Khi hạn mặn xảy ra, những lỗ bọng này không còn nước và trở nên rỗng, do đó rất dễ sụp đổ. Có thể kể ra 4 nguyên nhân gây nên tình trạng này. Nguyên nhân thứ nhất là do biến đổi khí hậu, nên vào những năm chịu El Nino sẽ ít mưa và khô hạn,
cùng với tình trạng nước biển dâng làm cho đất đai bị nhiễm mặn. Nguyên nhân thứ hai là thượng nguồn sông Mekong bị các nước có dòng sông đi qua ngăn dòng, xây hàng chục đập thủy điện giữ nước, nên lượng nước ngọt đổ xuống hạ lưu rất ít. Con đập đáng sợ nhất là con đập Tiểu Loan do Trung Quốc xây dựng ở Vân Nam. Giới môi trường cho rằng con đập này là thủ phạm tai ác đối với đời sống của người dân vùng hạ lưu sông Mekong, trong đó có Việt Nam. Vùng hạ lưu sẽ đối mặt với nạn hạn hán và xâm thực do con đập này gây ra. Nguyên nhân thứ ba là những con đê ngăn lũ ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là lợi bất cập hại. Do bị đê ngăn lại, lượng nước ngọt thẩm thấu vào đất đã không còn nhiều và khi mùa khô đến, nước mặn tràn vào làm đất bị nhiễm mặn và hạn hán càng khốc liệt hơn. Một nguyên nhân trực tiếp nữa là tình trạng khai thác cát bừa bãi làm lỗ rỗng dưới lòng sông càng rộng thêm, sâu thêm và dễ sụp đổ hơn. Và đây là hình ảnh của đập thủy điện Tiểu Loan trên thượng nguồn sông Mekong, thủ phạm gây ra khô hạn cho đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn vào bốn nguyên nhân này thì thấy sạt lở ở Vĩnh Long mới đây nói riêng và tình hình sạt lở ở miền Tây nói chung là nhân tai chứ không phải thiên tai. Thủ phạm lớn ở đây là Đảng Cộng sản Trung Quốc với những chính sách phát triển ích kỷ của họ. Họ chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt của mình mà không nghĩ đến những tác hại lâu dài trong tương lai, cũng như không đếm xỉa đến các nước láng giềng. Thủ phạm thứ hai là giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Họ chỉ vì những lợi ích trước mắt và lợi ích cá nhân mà cho phép các doanh nghiệp khai thác các tràn lan bừa bãi trên những con sông Nam Bộ. Họ lại hèn nhát, không dám lên tiếng phản đối người anh lớn của họ, kẻ đang tàn phá đời sống của người dân Nam Bộ. Khi dòng sông dậy sóng thì lòng người cũng chao đảo theo, và khi bị đẩy lên đến đường cùng thì sẽ đến lúc tức nước vỡ bờ. Đảng Cộng sản mãi vẫn không biết cách học những bài học lịch sử của các cuộc cách mạng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm đề với bản tin sạt lở kinh hoàng ở Vĩnh Long, tai họa khắp miền Tây, thiên tai hay nhân tai. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm đề.